Các bạn thân mến, ở Việt Nam mình là chơi xe máy thì nó bình thường quá rồi. Bên Nhật nó chơi xe máy cày luôn. Cái con này chắc có thể lẽ là nó đua quá. Nó lên nè, nó lên đây ghi số 16 nè, thấy không? Samurai nè, là võ sĩ á, võ sĩ của Nhật á. Rồi nó dán tem nè, nó lên thành Ford luôn. Con này con Kubota. Blast. Lên dữ dội chưa? Kubota mà lên thành Ford luôn. Đó. Ở Việt Nam mình lên xe máy, lên đồ chơi thì bình thường quá rồi. Đúng không? Bên Nhật mà mấy cày nó lên thôi chứ. Nó lên thôi chứ đúng rang này màu đỏ. Mà nó lên thành màu đỏ cam mà lên thành màu tím. Ha? Đâu sơn luôn. Sơn luôn chứ không phải dán, sơn luôn. Thằng này em chịu chơi phết á. Con này mới chạy được có 615 giờ, đúng con này công nhận mới thiệt. Nó lên mà mới mà để móp này uổng quá. Chắc cái này là nó đua nè. Nó đua xong nó bị ngã nè. Thiệt. Cái dòng này nó đua địa hình ở bên á. Bị ngã này chứ con này còn rất mới. Cái cổ bô của nó nhìn nè. Thấy không? Còn sơn bạc nè. Còn màu sơn bạc nè. Đó, còn rất mới luôn. Mới có mấy trăm giờ mà. Bình còn rất đẹp luôn. À, dạng mà nó bị... nó bị ngã hay là nó bỏ cái mâm gì lên đây ta? Bỏ mâm đây có hình vòng tròn của cái mâm. Uổng thiệt. Từ con Kubota một cầu. Nó lên thành Ford Samurai. Ở đây có nè. USI Ford. Cái này là, cái này là cảnh sát của cái gì? À, cảnh sát của phi cơ Mỹ á, phi đội Mỹ á.